Quang. Ê, Khiêm, vô đây. Ê, chờ tao lâu không? Kẹt xe quá mày ơi. Tao mới tới à, chưa kịp kêu nước nữa. Mày uống gì tao kêu luôn. Cho tao cà phê đá đi. Em gái, cho anh 2 ly cà phê đá nha. Ê, kêu tao ra đây á, mày nói mày bại cho tao làm gì á? Nào giờ mày nghe từ đá cấp chưa? Nghe nhiều luôn á. Mày thấy thì sao? Báo chí đồ nói tùm lum mày ơi, nguy hiểm lắm á. Tao không biết báo chí nói cái gì, nhưng giờ mày thấy tao ăn mặc sang trọng, lịch sự ra đập mày là mày biết kết quả tao làm như thế nào rồi. Chứ ai như mày dạy kèm chạy tới chạy lui có 3 cọc 3 đồng mà làm có dư đồng nào không? Thì giờ mày nói cho tao hiểu cái này coi, nó nói làm sao. Đây em xem đi. Đó, mấy cái này là sản phẩm tao đang bán nè. Còn là đâu, tháng này á doanh số của tao á là trên dưới 100 triệu. Tao là thằng đứng thứ hai trong nhóm. Trời ơi, mày làm như vậy mà mày đứng thứ hai thì cái thằng đứng nhất là nó cỡ nào nữa? Tại vì tháng này tao làm biến thôi, chứ những cái tháng trước á là tao là thằng đứng đầu trong nhóm. Nội mà cái tiền mà hoa hồng thôi là mỗi tháng là 20 triệu rồi. Bây giờ những công việc hiện tại mày đang làm á, mày bỏ hết, mày về đây làm với tao. Việc nhẹ lương cao, hoa hồng hấp dẫn. Cảm ơn em. Cảm ơn em. Ê, bây giờ mình muốn vô mình làm cái chỗ này nè, là mình có phải xin vô hay mình thi tuyển gì không? Mày không có cần thi tuyển hay là trình độ gì hết á, mày chỉ cần là có 5 triệu mày mua một cái sản phẩm bất kỳ bên tao là mày được tham gia công ty. Là mua cái mà mày mở cho tao coi hả? Ừ. Cái gì mà cái này mà 5 triệu? Mắc vậy? 5 triệu á là cái giá người ngoài vô thôi. Còn hôm nay mày gặp tao, tao bảo lãnh cho mày. Mày mua giá gốc là 3 triệu thôi là mày đã là thành viên công ty tao rồi. Hiểu không? Mỗi một người trong công ty là có một suất giảm giá thôi. Bây giờ tao để suất giảm giá này cho mày. Mày mà không lấy á là người khác lấy là đừng có tiếc nha. Tao nói thiệt á. Nhưng mà tao mua cái này về rồi tao kiếm tiền sao? Dễ ẹc à. Mỗi một sản phẩm mà mày bán ra là mày hưởng được 15% tiền hoa hồng. Chưa hết nha. Nếu mà mày giới thiệu người giàu như tao giới thiệu mày nè, là mày sẽ kiếm thêm được 10% hoa hồng nữa. Mà cái tháng đó mà mày kiếm được khoảng 10 người đi, mày có được khoảng 10 triệu mày xài đó. Được rồi mày. Đó, tao nói với mày rồi, trong cuộc sống này á, mày kiếm gì được thì mày kiếm, làm ra tiền mà. Gặp lại người bạn học cũ, Khiêm bất ngờ khi cả hai cùng xuất phát điểm, nhưng bây giờ Hoàng sang trọng bảnh bao. Sau khi nghe Hoàng hứa hẹn một công việc mới nhẹ nhàng với nguồn thu nhập cao, Khiêm đã bắt đầu siêu lòng. Dạ anh ơi, em Khiêm nè anh. Anh ơi, anh cho em ứng trước lương tháng này được không anh? Mày làm chưa được tháng thì giờ làm tới tháng thì tao trả lương cho mày. 5 ngày nữa tới, vậy nha. Dạ dạ. Alo, chị ơi chị, tháng này chị cho em ứng trước lương được không chị? Dạ, cảm ơn chị. Dạ, cho dạ anh ơi, em kiếm nha. Chị ơi chị, lương. Dạ, dạ anh ơi, ứng trước lương. Dạ, cho em ứng trước. Gọi đi. Em hả? Anh nói này nè. Em cho anh mượn 3 triệu đô. Tại vì ngày mai là ngày cuối cùng để mà anh đóng học phí á. Nhưng mà anh chưa ứng được lương. Nói vậy hả? vậy lát anh qua anh lấy nha. Anh cảm ơn em nha. Rồi anh lãnh lương rồi anh trả lại cho em cho. Anh ngại ghê luôn á, nhưng mà giờ kẹt quá à. Giúp giùm anh nha.
ba em. Dạ con nè M7. Đúng không? Ngoài ngoài. Giờ con đang làm cái công ty á, con thấy có bộ sản phẩm này tốt cho nhà mình á, con làm trong đó con lấy được giá gốc giảm cho mình 30% nữa. Để con qua con tư vấn cho mợ nha. Út lấy đi, nhà mình xài là tốt lắm luôn á, ngoại xài là tốt luôn á. Giúp con nha ngoại. Dạ 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 dạ, cảm ơn Út. Cảm ơn ngoại. Thôi lấy về đi rồi bớt nữa cho. Yên tâm đi, 30%. Sau một vài lần thành công, khi bắt đầu tận dụng những mối quan hệ quen biết để mở rộng mạng lưới khách hàng của mình, từ bạn bè, gia đình, người thân, không ai mà Khiêm bỏ qua. Nhưng đời không như là mơ. Giờ mày tính làm sao đi chứ? Tao đang rõ muốn chết đây nè. Mày bình tĩnh đi, chuyện gì cũng có cách giải quyết mà. Bình tĩnh sao được bình tĩnh? Mày bán cho tao cái bộ nồi, tao chưa có xài gì mà hư hao hết ráo rồi. Sao mà hư được? Hạng nguyên xi nguyên kiện mà Út. Mày đem cái bộ nồi mới lại đi đổi lại cho tao. Dạ rồi, thôi thôi thôi, để con qua con coi lại chút cho, con đổi lại cho. Nha nha, thông cảm với con nha. Dạ dạ dạ, con nghe là bảy. Hả à, sao bảy? Nó chốc xi luôn hả? Trời ơi, kỳ vậy. Bảy nóng nóng quá, nó chốc quá. Chưa nấu gì hết hả? Trời ơi, dạ rồi con xin lỗi bảy. Để con coi cho con trả cho, con đổi lại cho bảy nha. Bây giờ người ta đòi trả hàng lại, đòi tiền lại kìa. Mày tính sao? Tại vì xui, ngay cái lô hàng đó là lô hàng bị lỗi. Bây giờ công ty đang nhập cái lô hàng mới về, rồi đòi trả với khách. Có gì đâu mà cằn nhằn hoài vậy? Sao không cằn nhằn? Mày nói tao 2 tuần rồi, mà giờ chưa có thấy đâu đó. Người ta gọi cho tao, người ta mắng vốn. Nó gọi hoài với nó nản thôi, có gì đâu. Trời, mày hiểu không? Toàn là tao bán cho người quen không mà vì riết tao không dám nhìn mặt ai luôn á. Thôi, mày dẹp qua chuyện cũ đi. Tao có cái này bán hấp dẫn hơn nè. Bớt nóng. Nè, mày nhìn nè. Cái bộ dao này nha, là hàng cao cấp 100% của Nhật. Hàng chất lượng. Nó bây giờ là bộ dao này á, bữa giờ tao bán chạy lắm. Mà hàng này á, dành cho quý tộc đó. Thôi, mày dẹp giùm tao đi. Cái vụ kia chưa giải quyết xong mà giờ dao kéo gì nữa. Giải quyết cái vụ đó xong giùm tao đi, muốn cái gì muốn. Anh em tao thương mày, tao chỉ cho mày bán bộ dao này. Bữa giờ tao bán chạy lắm. Mà tao nói cho mày biết ha, tao là thằng độc quyền duy nhất bộ dao này. Hoa hồng cao lắm nha, 25% đó. Cao vậy? Ừ. Thì đó, bây giờ mày dẹp hết đi, bán bộ dao này cho tao. Rồi giờ mua bộ này đúng không? Thì đúng rồi, là của công ty là vậy mà. Tao có làm khác được đâu. Bộ này nhiêu? Bộ này có 10 triệu à. Rẻ lắm. Có 10 triệu à. Giờ kiếm đâu ra 10 triệu đi ta. Hay mình chơi cú lớn luôn. Nhưng sau khi Khiêm vay tiền nóng đưa cho Hoàng, Hoàng đã lặng mất tâm. Cái bao. Chó, tao mà gặp mày á. Mày mượn tiền của tụi tao, mày nói nửa tháng mày trả. Bây giờ cả tháng rồi, tiền gốc với lãi là 30 triệu. Ủa gì vậy anh? Lãi gì cao vậy anh? Lúc đầu em mượn anh đâu có lãi cao đâu. Ây da. 2 ngày nữa tao quay lại. Nếu mà không có tiền thì tao lấy luôn tiền lãi của mày. Dạ dạ. Nghe mày. Đi. Chỉ cho mày bán bộ dao này. Hoa hồng cao lắm nha, 25% đó.
Cả tuần không liên lạc được với Hoàng. Khi mới biết mình bị lừa, lần tiền công ty thì đó chỉ là một địa chỉ ma không có thật. Chỉ sau vài tháng mà khi đã mất tất cả, từ các mối quan hệ, tiền bạc, giờ còn bị giang hồ truy đuổi. Dạ chú. Sao? Đánh photo gì hả? Dạ, dạ không có, con tới con xin việc đó chú. Biết sử dụng máy photo không? Dạ biết chú, con dân IT mà chú. Biết sửa máy không? Con sửa được hết á. À, được rồi, vô làm ngay nha. Dạ dạ, cảm ơn chú. Nhưng mà chú ơi, con gì nữa? Con mới vừa trả phòng trọ, cho nên là con không có chỗ ở. Chú cho con xin ở nhờ ở đây 1 tuần được không chú? Chưa làm đã đòi hỏi rồi. Thôi được rồi, vậy lại thứ gì 1 tuần nha. Nếu được á, chú nhận làm luôn. Dạ dạ, cảm ơn chú. Qua đánh máy cho coi hả? Dạ 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 dạ. Khi may mắn tìm được chỗ làm trong cơn túng quẫn, Khiêm còn có được chỗ cư trú miễn phí, tạm ổn trong những ngày tháo chạy. Nhưng chuyện đâu dễ dàng như Khiêm nghĩ. Bọn cho dây nặng lãi luôn theo sát hành tung của Khiêm, giỏ quýt dày cắm móng tay nhỏ. Đứng lên, cho mày hẹn nữa rồi mày bỏ trốn. Lúc đó tụi tao tìm mày ở đâu? Em hứa mà em trả cho anh. Nếu mày không trả tiền bọn tao, tao lấy cái mạng chó. Anh đừng đánh em nữa. Em hứa. Lần này á, tao đánh cảnh cáo nha mày. À Kim. Dạ. Chú về nha. Có gì đóng cửa nẻo cẩn thận nha. Dạ dạ, chú yên tâm chú. Đừng đi đâu chơi đó. Dạ 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 dạ. Anh ơi, anh đóng cửa hả? Nghỉ rồi em ơi, có ngày mai anh nha. Anh ráng giúp giùm em xíu đi anh. Nghỉ rồi, ngày mai đi. Thôi, anh ráng giúp giùm em xíu đi, tại vì em đang cần photo gấp đóng tài liệu này lắm. Nha. Có gì em gửi anh thêm nha. Thôi vô đi. Photo sao đây em? Dạ. Đây. Tờ đầu tiên này anh photo giúp em 50 bản nha. Ừ. Còn sắp sau này là 100 bản. Rồi, ok. Dạ, tại vì cuối giờ máy in công ty em bị hư á, anh thông cảm giúp em nha. Đợi anh xíu nha. Dạ, cảm ơn anh. Một ý nghĩ đen tối thoáng qua trong đầu của Kim. Khi bất giác nhìn vào tư trang của chị Lý đang mang theo, khi không thể kiềm chế được hành vi trong cơn túng quẫn cũng như sự hăm dọa của đám giang hồ. Anh ơi, ở đây có toilet không? Cho em đi nhờ xíu. Ở đằng sau của em. Dạ, cảm ơn anh. Cầm cái điện thoại.
Sau khi gây án, tên sát nhân cho xác nạn nhân vào bao tải, rồi gọi một người chạy xe ba gác đem ra quận Thủ Đức để phi tang, như dứt bỏ một món đồ. Ngay sau đó, hắn đã lẩn trốn đến địa phương khác, lấy tên là Nguyễn Thành Tâm. Không có một chút hối cải về tội lỗi của mình, khi càng ngày lún sâu vào con đường tội ác, tiếp tục tận dụng ngoại hình sáng sủa cùng với tài ăn nói, khi bắt đầu lên mạng lừa tình các cô gái trẻ. Nhưng mà xe anh bữa nay nó bị hư, em qua em đón anh nha. Chỗ cũ quá, cưng quá à. Rồi, bye, chúc gặp. Ủa, sao dừng lại vậy anh? Em ra sao em coi mà anh bánh xe coi. Nó mềm quá hay sao mà chạy đảo quá. Để em xuống em xem thử. Thấy mọi việc rất dễ dàng, ngựa quen đường cũ, hắn lại tiếp tục lên mạng lừa tình các cô gái trẻ khác. Nhận được đơn tố cáo của các nạn nhân, cảnh sát đã vào cuộc. Sau một thời gian theo dấu tội phạm, cảnh sát nhanh chóng lần ra được Tâm chính là tên hung thủ tàn bạo trong vụ án của chị Lý đang bị truy nã. Một cái bẫy hoàn hảo của cảnh sát được giăng ra chờ Kim xa ngữ. Ngày 26 tháng 4, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Lê Quang Kim, kẻ sát hại cô gái một cách dã man, mức án tử hình về ba tội giết người, cướp tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tao nói mày nghe bây giờ ha, mày dẹp hết mấy công việc hiện giờ mày đang làm nè. Mày về đây mày làm với tao, bảo đảm với mày là việc nhẹ, lương cao, khoa học hấp dẫn. Là mình có phải xin vô hay mình thi tuyển gì không? Mày chỉ cần là bỏ ra 5 triệu mua một cái sản phẩm bất kỳ bên tao là mày được tham gia công ty. Nhưng mà tao mua cái này về rồi tao kiếm tiền sao? Mỗi một sản phẩm mà mày bán ra là mày hưởng được 15% tiền khoa học. Chưa hết nha, nếu mà mày giới thiệu người giàu như tao giới thiệu mày nè, là mày sẽ kiếm thêm được 10% khoa học nữa. Được rồi mày. Hãy thật bình tĩnh và từ chối ngay từ đầu những lời mềm mọc hay những định hướng thiếu cơ sở. Thôi, ba cái đồ này báo chí đồn tùm lum á, dướng vô là không có rút ra được á. Bây giờ tao đi làm cái gì mà tao kiếm ít cũng được, nhưng mà tao an tâm. Như vậy tao cũng đâu có tiền mua mấy cái này đâu. Giờ kiếm đâu ra 10 triệu đi ta. Nếu đã dính vào bán hàng đa cấp, cần thoát ra thật nhanh chóng bằng nhiều cách, thay vì cứ cố đu bám. Hay mình chơi cú lớn luôn mà không được. Khi biết mình có nguy cơ bị lừa, thay vì cố chấp lao vào với hy vọng lấy lại những gì đã mất, Kim nên tìm kiếm sự giúp đỡ của gia đình khi những món nợ đã nằm ngoài khả năng chi trả, tránh tìm đến tín dụng đen để nợ càng thêm nợ. Dạ con nè mẹ ơi. Mẹ ơi mẹ, con biết con sai rồi. Mẹ giúp con với mẹ. Mẹ mày, nếu mày không trả tiền bọn tao, tao lấy cái mạng chó của mày. Dạ, đừng đánh em nữa. Em lần này tao đánh cảnh cáo nha mày. Nghe mày, nghe mày.
Một khi đã bị giang hồ đe dọa đến tính mạng, Khiêm nên tìm đến pháp luật nhờ can thiệp để đảm bảo an toàn cho bản thân. Nào giờ mình nghe từ đã cắt chưa? Việc nhẹ lương cao, khoa học hấp dẫn. Dạ con này 17. Út không? Ngoài ngoài. Con thấy có bộ sản phẩm này tốt cho nhà mình á, mình tính sao? Toàn là tao bán cho người quen không mà. Nè, nhìn nè. Cái bộ dao này nha là hàng cao. Là một thanh niên cần cù, siêng năng, có học thức, tương lai tươi sáng ở phía trước. Chỉ vì nóng vội làm giàu mà Khiêm dướng vào dòng xoáy đa cấp. Thay vì biết sai mà tìm cách thoát ra, Khiêm lại tiếp tục vay tiền của tín dụng đen, rồi ngày càng lún sâu vào nợ nần chồng chất. Dưới áp lực của bọn xã hội đen, Khiêm đã biến mình thành một tên tội phạm nguy hiểm, giết người, cướp của và phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Con đường tương lai rộng mở của Khiêm đã bỗng chốc khép lại trong một bi kịch không lối thoát.